Hi, xin chào các bạn. Các bạn đang nhìn thấy ở đây là chiếc Honda CR-V phiên bản nâng cấp facelift 2015. Nếu các bạn còn nhớ thì mình đã từng trên tay chiếc xe này tại triển lãm VMF 2014 hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng và hôm nay chúng ta sẽ khám phá chiếc xe này ở một góc độ chi tiết hơn và để xem nó đáp ứng như thế nào trong vai trò của một chiếc SUV gia đình. Đồng thời chúng ta cũng sẽ trải nghiệm cảm giác sau tay lái của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Với đợt nâng cấp giữa chu kỳ, Honda CR-V mới đã có diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn. Điểm mình thích nhất ở phần ngoại hình đó là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày ở phần đầu xe và bộ mâm 18 inch, 5 cánh, rất là phong cách thể thao. Tuy nhiên bộ mâm này vẫn còn khá khiêm tốn so với lại đối thủ Mazda CX-5 với bộ mâm kích thước 19 inch. Thì trong phân khúc SUV phổ thông cỡ nhỏ trên thị trường hiện nay, ngoài Honda CR-V chúng ta còn có Mazda CX-5 và Peugeot 3008. Tuy nhiên điều làm nên sự đặc biệt của chiếc Honda CR-V này là nó sở hữu phần không gian bên trong rộng rãi nhất phân khúc. Các bạn chỉ cần nhìn thấy cái phần không gian để đồ phía sau này là có thể nói là dư giả cho nhu cầu của một gia đình 5 người. Bên dưới chúng ta có một cái bánh sơ cua với kích thước tương đương những bánh còn lại. Đáng chú ý nữa là chúng ta có một trò khá vui ở đây, chỉ cần kéo cái thành ở đây, cái phần hàng ghế thứ hai có thể tự gập lại rất là gọn gàng và nhẹ nhàng. Thì bây giờ mình sẽ kéo hàng ghế thứ hai lên và ngồi vào thử để cho các bạn dễ hình dung. Wow, chúng ta có một không gian rất là rộng rãi, có thể gọi là dư giả cho một người cao 1m76 như mình. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu ở phần không gian chân. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, mình cao 1m76 và có thể để chân và vẫn còn dư bằng hơn 2 cái gang tay. Mình không chơi gian lận nhé, bởi vì ghế trước đã được chỉnh cho một người cao 1m tương đương mình, ngồi có thể thoải mái. Nhưng mà hàng ghế sau mình vẫn có dư giả như thế này, rất là tốt. Tiếp theo phần không gian trên đầu cũng rất là thoải mái. Ngoài ra chúng ta cũng có một hai cửa gió làm lạnh phía sau cho hàng ghế thứ hai và một bệ tì tay có chỗ để ly. Ngồi vào vị trí của người lái, ấn tượng đầu tiên đó là chúng ta có một vị trí ngồi rất là bao quát, rất là cao, có thể gọi là tự tin. Ghế ngồi được bọc da cho sự nâng đỡ rất là tốt. Bên cạnh đó thì ghế lái Honda cũng trang bị cho phần ghế lái tính năng chỉnh điện 8 hướng. Tuy nhiên các ghế còn lại chúng ta vẫn phải chỉnh cơ. Một điểm cộng cho Honda CR-V 2015 là bên trong khoang xe Honda bố trí rất là nhiều những cái hộc đồ tiện ích. Thêm vào đó, trên phiên bản nâng cấp facelift này, Honda cũng đã thêm vào những vật liệu mềm cho sử dụng bên trong khoang xe. Như ở đây, mặt táp lô đã được bọc một lớp da, giả da thôi, nhưng mà cũng mang lại cảm giác rất là sang trọng. Điểm mình không thích đó là một số chi tiết vẫn còn sử dụng cái loại nhựa và phun sơn mạ kim loại. Thì theo kinh nghiệm của mình, sau thời gian những cái lớp nhựa phun sơn mạ kim loại này nó sẽ bị tróc ra và sẽ rất là xấu. Ở đây chúng ta có một vô lăng cỡ lớn được bọc da rất là mềm mại. Vô lăng này không phải là loại cỡ nhỏ thể thao như là trên Civic hay là City. Vô lăng này cũng được trang bị rất là nhiều những nút bấm tiện ích. Thí dụ như bên trái là cụm nút bấm điều khiển cái phần màn hình đa thông tin IMIT ở phía trên. Đây mình sẽ minh họa cho các bạn xem. Chúng ta có thể xem được giờ, điều chỉnh các chế độ nghe nhạc hay radio, xem được lượng nhiên liệu tiêu hao trung bình và cái khoảng đường chúng ta có thể đi được với lượng nhiên liệu còn lại, và hay là tắt hẳn nó đi. Rồi bên dưới chúng ta có 3 nút bấm cho các chế độ thoại rảnh tay. Phần bên phải là để điều khiển chế độ ga tự động Cruise Control. Mình rất là thích cái phần mặt đồng hồ tốc độ của chiếc CR-V 2015, bởi vì những cái số, những chữ số và những cái thông tin đều được bố trí rất khoa học, rất là trực quan với những con số rất là lớn. Ngoài ra khi mà chúng ta đi trên đường, nếu như mà chúng ta đi với lại chế độ tiết kiệm thì nó cũng sẽ có hai cái dãy đèn hai bên này sẽ hiện lên màu xanh lá để mà báo chúng ta biết là chúng ta đang đi với chế độ tiết kiệm. Sự thay đổi đáng giá nhất trong đợt nâng cấp lần này nằm ở hệ thống giải trí thông tin dựa trên nền tảng Neuralink với màn hình cảm ứng 7 inch. Các nút bấm trên hệ thống này đều được nằm dồn về phía bên trái là phía người lái,
Điều này được bố trí rất là hợp lý. Và chúng ta sẽ xem là cái hệ thống giải trí thông tin này có những tính năng nào. Ở đây chúng ta nó cho phép chúng ta kết nối HDMI với lại điện thoại của chúng ta để mà truyền cái thông tin trên màn hình điện thoại lên đây, và chúng ta có thể giao tiếp trực tiếp với nó. Kết nối Bluetooth với điện thoại để mà nghe nhạc, hay là thoại đánh tay, một chế độ kết nối với điện thoại riêng, với iPod riêng. Nói chung là hệ thống Mirrorlink, cái nền tảng Mirrorlink này nó hệ thống hóa rất là mạnh mẽ, và mình thấy trải nghiệm với hệ thống này rất là nhanh và mượt mà. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể kết nối với lại USB để mà chúng ta chơi nhạc, nghe radio với đài FM và AM. Và cuối cùng là tính năng chơi đĩa với đầu đĩa một CD, rất là bảnh. Bên dưới thì chúng ta có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập với tính năng đồng bộ hai vùng. Honda CR-V được trang bị hộp số tự động 5 cấp và cần chuyển số là lại chuyển theo cần thẳng chứ không phải là zigzag. Thì cái cần thẳng này cho chúng ta cảm giác thuận tiện hơn. Mặc dù vậy thì Honda CR-V lại không được trang bị cái lại chuyển số trên vô lăng. Nhưng bù lại thì nó được trang bị thêm một cái nút bấm Overdrive. Thì cái chức năng của nút này là gì? Khi mà chúng ta đi trên đường trường, khi mà cần vượt xe thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút này, chiếc xe sẽ tự động trả về một số để giúp cho chúng ta có thể có được cái gia tốc tốt hơn, vượt xe nhanh hơn. Ngoài ra thì khi mà để vào chế độ lùi, chiếc xe sẽ có cái phần camera lùi giúp cho chúng ta dè xe, hỗ trợ chúng ta dè xe dễ dàng hơn, cùng với lại những cái cảm biến bảo vệ ở phía sau. Ở giữa hai hàng ghế trước chúng ta có một bệ tì tay rất là rộng rãi, và khi chúng ta mở lên thì tất cả các cổng kết nối của hệ thống giải trí thông tin đều tập trung ở phần này. Ở đây chúng ta có một cổng kết nối HDMI để kết nối với lại điện thoại của chúng ta. Thì mình cũng xin nói thêm là hệ thống giải trí thông tin này chúng ta có thể sử dụng với iPhone để sử dụng cái phần mềm dẫn đường CZ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có hai cổng USB. Chúng ta có thể sạc những thiết bị di động hoặc là cắm vào chơi các file nhạc trên cái hệ thống giải trí thông tin, và một cổng lấy điện 12V. Phía trên thì chúng ta có một cửa sổ trời. Tính năng cao cấp này chỉ có trên phiên bản 2.4, phiên bản cao cấp nhất của CR-V. Ở đây chúng ta có một cái gương, nhưng mà rất tiếc là Honda đã cắt đi cái phần đèn trang điểm ở phía trên. Một hộp đại kiến. Có thể nói Honda CR-V là chiếc SUV dành cho gia đình thực thụ. Mặc dù cảm giác lái vẫn chưa thật sự ấn tượng lắm, và một số những chi tiết về phần hoàn thiện vẫn chưa tốt, nhưng bù lại nó là chiếc xe để phục vụ cho hành khách, và nó có rất nhiều tính năng. Bên cạnh đó nó cũng mang lại cảm giác thoải mái cho những chuyến đi dài. Xin cảm ơn.